Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì em đang có mặt trên đường Đồng Khởi hướng về huyện Vĩnh Cửu mọi người. Hôm nay em xin phép mời quý cô chú anh chị các bạn cùng em khám phá một cái con đường tắt và một cái con đường người ta đã làm lại từ rất là lâu rồi về khu công nghiệp xã Thanh Phú. Trong video trước thì em có quay cái con đường Đồng Khởi hướng từ huyện Vĩnh Cửu sang ra tới khu công nghiệp Amata cho mọi người xem. Trong video này trên đường về thì em mời mọi người cùng em đi tham quan cái con đường từ công ty gỗ Vĩnh Hoàng về huyện Vĩnh Cửu, về khu công nghiệp xã Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai. Coi cái con đường này lâu rồi với cô chú anh chị các bạn không về thì xem video của em coi nó có khác thay đổi như thế nào nhé. Đường này cho ngay ngã ba này mọi người, hướng về công ty Vĩnh Hoàng, xe lưu lượng xe qua lại rất là đông. Bây giờ này là khoảng hơn 10 giờ, giờ xe tải xe công đi rất là nhiều. Bây giờ phải nhường đường cho xe lớn nè. Đấy. Rồi. Giờ này là giờ có men xe tải xe công. Bây giờ em xin phép em qua đường. Lâu rồi quý cô chú anh chị các bạn không đi trên đường này, giờ nhìn lại chắc thấy khác lắm nha. Hồi xưa ở đây là người ta trồng cao su á mọi người. Chiếc phải phía chỗ đất trống trống này nè, là hồi xưa người ta trồng cao su á. Nó bây giờ người ta cắt bỏ hết những cái cao su mà lâu năm rồi, bây giờ chỉ còn một cái cụm khu cao su ở phía trong thôi. Người ta đang giải phóng mặt bằng đó để không biết người ta sẽ xây dựng cái gì. Còn phía bên tay trái là đất đó thuộc quân đội. Lúc trước đi cái con đường này về xã ấp 1 xã Thanh Phú mà đi tắt á, đường này đường đất đỏ nha mọi người nhé. Sau này cái đường này công ty họ đổ đá mi. Rồi xong rồi sau đó là mới láng nhựa đường này nè. Mới láng nhựa được chắc khoảng được tầm 3-4 năm nay thôi. Lúc trước đường này đường đất đỏ với toàn là đá bi, đá 46 không à. Thôi khó đi. Bây giờ mọi người thấy đó, qua công ty Vĩnh Hoàng về để tắt cái đường về xã Thanh Phú. Giờ đường này họ láng nhựa lại đường xá khang trang, dễ đi lắm. Lúc trước đường này nếu như chúng ta mà đi trời mưa rất khó đi, đường đất mà mọi người biết đó, trơn trượt dễ té lắm. Lúc trước em cũng bị té hết lần. Mọi người thấy không, giờ đất trống hết trơn rồi nè, trống hết rồi. Ở đây người ta đem đồ đây ta bán nè, bánh bông nổ nữa. Không biết rồi họ làm tới, chắc em nghĩ là chắc xây thêm cụm công nghiệp gì đấy. Ở đây là cái hướng trục đường 16 nha mọi người nha, trục đường 16 về khu công nghiệp Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đường này lúc trước là hai bên đường là rừng tràm không à, nhà dân rất là ít luôn. Từ khi nhà nước người ta làm cái con đường này xong, hai bên đường nhà cửa cũng mọc lên rất là nhiều, đất đai cũng lên giá rất là nhiều luôn. Hồi xưa như một nền nó ở đây nè, hồi xưa bạn em bán là một nền nó chỉ có 300 triệu, bề ngang 5 mét, bề dài gần 30 mét, đó, 300 triệu thôi. 300 triệu là thời điểm đó là vào năm 2015, mới có 5 năm thôi người, bây giờ là 2 tỷ nữa không nổi. Đây là khúc này nè, khúc này là hồi xưa bạn em nó mua 20 mét luôn. Mua 20 mét, nó phân ra ở 4 nền, bán mỗi nền 300 triệu. Mà đó mình ngại là sợ ngay khu giải tỏa mình không mua, với lại sổ sách đó, sổ chung. Còn bây giờ thì đường xá thế này tiền đâu mua nổi. Đây, cứ một nền như tầm tầm là 2 tỷ 3 tỷ trở lên thôi, bây giờ không có dưới đâu. Đường xá mọi người không thấy giờ nó khang trang nè. Đất trống hết trơn, đất trống nhưng mà trống này chắc các nhà đầu tư người ta mua người ta để đó đó, chứ người ta cũng chưa có bán, chưa xây dựng gì.
Nếu cách đây khoảng 5, 6 năm, 10 năm về trước mọi người đi đường này thì mọi người biết đấy. Đường xá thì hai bên chỉ dừng tràm không à, đâu có ấy đâu. Mọi người ở đây giờ là bỏ bãi rác nhiều ghê. Sao thành này là thành khu bãi rác, khu rác luôn mọi người. Rác thải cũng là ý thức của người dân. Đây là khu công nghiệp xã Thành Phú này. Ở đây khu công nghiệp Thành Phú thì có công ty lớn nhất là công ty Chansin với gần 30.000 công nhân, gần 30.000 công nhân. Còn những cái công ty còn lại như công ty Quế Bằng, thì công ty gỗ Quế Bằng, các lò gạch, rồi công ty cống Hùng Vương, rất là nhiều công ty tập trung ở khu vực này. Khu vực này bây giờ người ta xây nhà trọ nè mọi người, với lại ở mặt đường thì người ta xây quán ăn, quán nhậu rất là nhiều. Nếu như cô chú anh chị mà lâu năm rồi mà không có, hồi xưa từng ở sinh sống ở đây mà giờ lâu đi lại con đường này nhìn không ra đâu. Nghe cô chú thấy không? Hồi xưa ở khu vực này đã trống trống nè. Bên trái là người ta trồng những cái gì? Đậu lạc, đậu mình ăn á. Rồi trồng bắp, trồng mía. Có một số chỗ thì trồng trà, một số chỗ thì đất trống. Chiều mấy đứa nhỏ, mấy bà nhảy vô thả diều và đá bóng. Rồi cái chỗ này để bến xe bây giờ nè. Mọi người thấy không? Có nhậu không đó? Em đi ban ngày thì mọi người không thấy gì nhiều chứ ban đêm khi phố nhỏ lên đèn cái rồi rồi. Đây trở thành khu ăn uống, khu ẩm thực mà đa số là khu vui chơi, ăn uống và nhậu thôi. Mọi người thấy có vài trăm mét nữa là tới đèn xanh đèn đỏ rồi đó. Đây là trục đường 16 thuộc tổ 1, ấp 1 xã Tân Phú. Em dừng đèn đỏ tí xíu. Người thấy không, khu vực ở đây giờ người ta làm quán cắt tóc này, gội đầu này. Em sẽ rẽ trái mọi người nha. Rẽ trái là về mình về hướng Trấn Biên, Biên Hòa ấy. Khu du lịch Phú Long, rẽ trái. Còn mình rẽ phải là đi trên cái con đường mà chạy thẳng về đường DT768 hướng thẳng về thị trấn Vĩnh An. Đem cái trái về Trấn Biên, phía Trấn Biên nha mọi người nha. Đường 768 này hướng từ chợ Tân Bình trở về cho tới Thiện Tân luôn á. Lúc trước là cũng một cái con đường nhỏ thôi. Vào năm 2014 đầu bắt đầu người ta làm đường, cách đây 6 năm rồi. Thì xưa đường nhỏ thôi, bây giờ ta nới rộng đường như thế này nè, rất khang trang. Dân cư hồi xưa cũng đường này rất là thưa thớt luôn, bây giờ mọi người thấy không, xe sát khuyến khích nhau không à. Có một số lô đất đó, người ta để trống, rồi một số nhà đầu tư họ đến rồi họ kinh doanh, họ thuê đất rồi họ kinh doanh, họ xây ra bệnh viện, rồi họ xây lên những cái quán ăn, quán uống, quán nhậu để kinh doanh. Tại vì đất gần khu công nghiệp mà, đông dân lắm, kinh doanh buôn bán gì nó cũng dễ. Đây, cà phê mối. Ở đây là khu vực nghĩa trang Thanh Phú đó mọi người. Bây giờ người ta xây cái bờ tường lại nè. Chứ lúc trước ở ngoài đường á, mình nhìn vô là mình thấy mã mộ ở trong nhiều lắm. Đi ngang cái khu vực này một đêm mà khoảng tầm 9 giờ chứ đi á, không có xe cộ chạy ngang đi ngang hay lạnh lạnh. Ai ở khu vực này thì nó quen. Còn hồi xưa đường hai bên đường trống lắm, nhà vắng lắm. Hồi xưa mình về đây, khu vực về đây đi ban đêm rồi khu vực này là mình dán chạy nhanh nhanh qua. Chứ nếu mà đi đường mà vắng quá là có chuyện gì rất là nguy hiểm. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Thanh Phú nè mọi người. Giờ xây lại cái cơ quan ban ngành ở đây khang trang thế này nè. Lúc trước là ở đằng kia cách vài trăm mét là cái ủy ban làm nhỏ thôi. Bây giờ xây nhiều thì rộng. Còn đất bên đây là đất trống thôi, chưa biết xây cái gì nữa. Xe bờ tường là bao là hết luôn rồi.
Đây nếu chúng ta mà rẽ phải á, là về Bình Lợi, thì xã Bình Lợi rồi xuống Phạm Bà Miêu là đi đường đó. Còn nếu mình đi thẳng luôn là xuống xã Tân Bình rồi ra làng Bưởi Tân Triều rồi ra Trấn Biên của đi đường này luôn. Khu vực phía xã Tân Phú này nó rất là phát triển các mọi người, tại nó giáp ranh Biên Hòa, hầu như là sang như xã Tân Phú này là giống như ở ngoài Biên Hòa vậy. Biên Hòa phát triển sao thì xã Tân Phú nó cũng phát triển tương đối vậy, dân cư đông đúc, mức sống là cũng như giống Biên Hòa. Tại vì nó giáp ranh đường xá, mọi người thấy giờ khang trang rộng rãi thoáng mát, đời sống người dân người ta kinh tế càng ngày khá giả lên. Nhưng mà năm vừa rồi năm 2020 thì có cái đợt dịch gây cho người dân người ta khổ, tại vì mất công ăn việc làm rất là nhiều. Mọi người thấy không, đi nãy giờ con đường từ ngoài kia vào đây thấy không khí chuẩn bị Tết, người dân người ta cũng đâu có nhộn nhịp đâu, không biết qua từ sau như thế nào, chứ còn hiện tại thì không khí Tết thì vẫn hết sức bình thường, ai cũng hối hả tất bật cái công việc hàng ngày để kiếm kiếm cơm mọi người, kiếm sống. Đây mọi người thấy cánh đồng lúa bao la bát ngát này. Đó. Năm nay có một số hộ dân người ta không có trồng lúa nữa mà người ta chuyển qua trồng rau muống này. Đó. Trồng rau muống mình thấy nó hiệu quả kinh tế cao hơn là trồng chắc trồng lúa đó, tại vì rau muống cứ canh tháng là thu một lần này. Mà thu liên tục, trồng một lần thu hoài. Nhưng mà ai khu vực ở đây người ta nuôi gà nuôi vịt rất là nhiều, nên mình thấy người ta đem ra chợ người ta bán rau muống người ta bán không kịp luôn á mọi người. Và nếu phía bên tay trái, nếu mình rẽ vào được khu dân cư Lavender, thì hôm trước mình cũng có làm cái clip về khu dân cư Lavender cho mọi người xem đó, dạo qua mình dọn khu dân cư Lavender. Rồi, hôm nay mình dẫn mọi người đi đến đây, mình chắc ra dùng video rồi nhé. Chúc quý cô chú chị các bạn xem video thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công nhé. Rồi nhớ bấm nút like, ủng hộ kênh mình, like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Hẹn gặp lại quý cô chú chị các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.